Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương đương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phạm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng bảo. Do nhờ oai được tán dương Tam bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Sau khi mà chúng ta đi hết khóa thiền này rồi, thì quý vị sẽ trở về với gia đình. Thì đó là lý do mà thời pháp ngày hôm nay sư muốn chia sẻ với quý vị những lời Phật dạy trong kinh tạng, làm sao để mà chúng ta có thể xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Quý vị có thể thấy là lời dạy của Đức Thế Tôn phần lớn là tập trung vào việc thực hành đi đến sự giải thoát giác ngộ. Tuy nhiên, đối với hàng tại gia cư sĩ, quý vị còn cần phải sinh hoạt ở đời, còn có vợ, có chồng, có con, có cháu, cho nên rất khó để thực hành con đường đi đến sự giải thoát giác ngộ. Như vậy đó, con đường tìm cầu hạnh phúc của người cư sĩ tại gia chắc chắn luôn luôn mong muốn là chúng ta có một gia đình hạnh phúc. Thì làm như thế nào để cho chúng ta có được một gia đình hạnh phúc? Xin thưa với quý vị, trong Tăng Chi Bộ Kinh thì Đức Thế Tôn chỉ ra rằng không phải lúc nào một gia đình cũng hạnh phúc. Một gia đình hạnh phúc khi mà vợ chồng có nhiều điểm tương đồng. Còn vợ gia đình không hạnh phúc khi mà vợ chồng có nhiều điểm dị biệt. Ở đây Đức Thế Tôn chỉ ra bốn loại gia đình. Loại thứ nhất, chồng là chư thiên, vợ cũng thuộc chư thiên, thì đó là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất. Tương đương với việc người chồng là người có giới hạnh, có đức tin, có lòng hào sảng. Còn người vợ cũng là người có giới hạnh, có đức tin, có lòng hào sảng. Đó là một cặp đôi đẹp nhất ở trong Phật giáo. Còn cặp đôi thứ hai đó là chồng á thuộc chư thiên, còn vợ đó thuộc ngạ quỷ, hoặc là chồng thuộc ngạ quỷ mà vợ thuộc chư thiên. Là như thế nào? Là có những gia đình á mà người chồng là người có đức hạnh, có lòng hào sảng, có niềm tin nơi Tam Bảo, nhưng mà người vợ đó thì lại là người hư thân chắc nết, không có đức hạnh, không có niềm tin nơi Tam Bảo, lại keo kiệt bỏng sẻn. Hoặc là trong gia đình người vợ là một người có giới hạnh, có niềm tin, có lòng hào sảng, nhưng mà người chồng
lại là một người chơi bời đàn điếm, không có giới hạnh, rồi không có niềm tin nơi Tam Bảo, lại keo kiệt bỏng sẻn. Và loại thứ tư là loại tệ nhất, đó chính là chồng thuộc cái loại ngạ quỷ mà vợ cũng thuộc loại ngạ quỷ. Đó là cả vợ lẫn chồng đều là những người ăn chơi, không có giữ gìn giới hạnh, keo kiệt bỏng sẻn và không có niềm tin nơi Tam Bảo. Như vậy đó, để mà làm vợ chồng với nhau thì chúng ta cũng có nhiều nhân duyên để có thể thành vợ chồng. Nhưng mà làm vợ chồng rồi đó, có những gia đình hạnh phúc là nhờ đôi vợ chồng đó có nhiều điểm tương đồng, hướng thượng. Còn khi mà một gia đình có vợ chồng không tương đồng với nhau thì gia đình đó rất khó để hạnh phúc được. Cho nên có những bạn trẻ hỏi sư là tiêu chuẩn để lựa chọn một người phối ngẫu, tức là lựa chọn một người vợ, một người chồng như thế nào là hợp lý. Thì sư chia sẻ là với quan điểm cá nhân của sư, người chồng hoặc người vợ phải là người chân thật, chứ không thể nào là người dối trá. Một người mà sống dối trá đó thì rất dễ sau này lấy nhau về, sau lưng mình họ làm chuyện khác. Vợ chồng mà không có chân thật được với nhau, sống nó bất an lắm. Cho nên cái tiêu chuẩn mà lựa chọn người bạn đời theo sư là nên lựa chọn người chân thật. Còn theo tiêu chuẩn như là ở trong Tăng Chi Bộ Kinh thì đó là một người có giới hạnh. Nếu như đời nay kiếm một người có giới hạnh khó quá thì ít nhất chúng ta hãy kiếm một người mà đối với việc giữ gìn năm giới họ ủng hộ chứ không có phản cảm. Tức là họ cũng đồng ý là chúng ta không nên sát sanh, không nên trộm cắp, không nên tà dâm, không nên nói dối, không nên uống rượu. Chứ không phải là họ tìm những cách này cách kia để họ lấp liếm, hoặc là họ cho rằng giới gì đâu mà cấm người ta làm cái này, cấm người ta làm cái kia. Thì một người không có quan trọng lắm về giới hạnh, khi mà lấy nhau về rồi rất khó để có thể trở thành một người có đạo đức. Thành ra tiêu chuẩn đầu tiên là chúng ta nên lựa chọn một người có đạo đức. Cái thứ hai là chúng ta tốt nhất là cùng có với nhau, giống nhau về niềm tin. Khi mà chúng ta giống nhau về niềm tin, chúng ta dễ sống. Sư thấy một vài đôi vợ chồng mà mỗi người theo một đạo, giống như chúng ta không có tiếng nói chung, thì sẽ có một bên lép vế. Thì như vậy cũng khá là đau khổ, cũng không khó hạnh phúc, không có vui. Tuy nhiên nếu như mà quý vị nhắm mình là người mạnh mẽ và mình có thể thay đổi người bạn đời của mình thì tùy. Ví dụ như trường hợp của bà Quý Sa Kha, khi mà bà gả vào gia đình theo ngoại đạo thì bà vẫn sống là một người phụ nữ trọn vẹn, tức là biết đối xử với người trên kẻ dưới một cách trọn vẹn, không có lỗi lầm. Nhưng mà bà vẫn có cách để khuyến khích và giúp cho bên nhà chồng gặp được chư tăng và có niềm tin nơi Tam Bảo. Hoặc như trường hợp có một nàng cũng là theo đạo Phật nhưng mà lấy phải một người chồng theo ngoại đạo, nàng không có cơ hội bố thí cúng dường, thì nàng mới viết thơ về cho ông cha, nói là cha có ghét bỏ con thì cha đánh cha mắng con, chứ tại sao mà cha lại gả con vào một gia đình mà con không có cơ hội bố thí cúng dường cho Tam Bảo. Điều này cũng gặp một số gia đình
Một số cô vợ thì sau khi lấy chồng á, chồng thương quá rồi cũng không có đi chùa luôn. Thì cũng có. Cái quan trọng là quý vị có dám làm giống như trường hợp này hay không. Trường hợp này được ghi ở trong chú giải Kinh Pháp Cú. Người cha đó gửi cho cô gái là 10.000 10.000 đồng tiền vàng. Thì nói với cô á, là bây giờ con kiếm cái cô kỹ nữ đẹp nhất cái thành này, con thuê cổ 10 ngày, mỗi ngày 1.000 đồng tiền vàng, 10 ngày là 10.000, để cổ thay con làm vợ cho chồng. Rồi khi đó đó con sẽ rảnh thời gian để mà con lo, con làm phước cúng dường. Thì nàng làm theo, nàng kiếm cái cô kỹ nữ đẹp nhất cái thành đó, nàng thuê bây giờ làm vợ thay cho tôi 10 ngày đi. Rồi để 10 ngày đó tôi làm công chuyện của tôi. Và đương nhiên anh chồng không thể nào mà anh từ chối được. Và thế là anh chồng là có một cô vợ mới trong 10 ngày. Và nàng tha hồ làm phước cúng dường trai tăng. Cho nên quý vị có gan thì làm, chứ sư không có xúi. Cho nên là khi chúng ta lấy phải cái người không cùng nhau, không giống nhau về niềm tin á, thì chúng ta cũng sống với nhau cũng rất là khó. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta có cái gan hoặc là có kỹ năng thì chúng ta vẫn có thể xoay chuyển được. Nhưng mà nếu mình yếu thì thôi. Mà đối với sư thì hai cái mặt này là đủ rồi. Nếu mà mình kỹ hơn á, thì mình để ý cái cách mà người vợ hoặc người chồng tương lai của mình á, tức là mình chấm rồi đó, chuẩn bị lấy về, hãy coi cái cách mà họ đối xử với gia đình của họ, tức là cái cách họ đối xử với cha mẹ ruột của họ, với người trong nhà của họ. Tại vì sao? Bởi vì đó sẽ là cái cách mà họ đối xử với gia đình của mình. Nếu như mà một chàng thanh niên đối xử rất là thương thương cha mẹ, đối xử rất hiếu thảo, thì mình biết là về nhà thế nào thì ảnh cũng sẽ có cái nhìn nó thoải mái về gia đình vợ. Hoặc là cái cô vợ đó, rước cô vợ mà thấy cô vợ đối xử hiếu thảo với cha mẹ ruột của cổ thì rước về thế nào thì cổ cũng có khả năng cũng sẽ đối xử rất là tốt với cha mẹ ruột của mình. Rất là khó tin, rất là khó tin một người á đối xử tệ bạc với chính cha mẹ ruột của mình á, mà về nhà họ sẽ hiếu thảo với cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ. Khó tin lắm. Hơn nữa, lấy nhau về rồi chúng ta cũng sẽ có con. Một người mà không hiếu thuận với cha mẹ, có chắc là con cái họ đẻ ra sẽ hiếu thuận với họ hay không? Sư là sư không tin. Mình tin lý nhân quả. Thì mình thấy một người mà không có hiếu với cha mẹ, sau này đẻ con ra mà muốn nó có hiếu với mình nó khó lắm. Con cái nó sẽ copy y chang cái cách mà ba má nó đối xử với ông bà nội, ông bà ngoại. Cho nên là chúng ta có thể xem cái cách mà họ đối xử với gia đình ruột của mình ra làm sao, thì chúng ta sẽ biết sau này con cái của mình đẻ ra nó sẽ như thế nào. Thì đó là cái cách mà ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật khuyến khích để chúng ta có được là những người vợ và chồng cùng thuộc tầng lớp chư thiên. Cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 4 Pháp, Đức Thế Tôn gặp hai vợ chồng. Đức Thế Tôn tuyên bố hai vợ chồng này là đệ nhất chung tình. Ghê gớm chưa? Trong hàng cư sĩ, Đức Thế Tôn tuyên bố đây là hai người đệ nhất chung tình. Bởi vì hai người này đó gặp Đức Thế Tôn và thưa rằng á, thưa Thế Tôn, hai vợ chồng con á, từ khi lấy nhau tới bây giờ,
Chúng con chưa từng bao giờ nghĩ đến một người nào khác ngoài vợ và chồng của con. Suy nghĩ còn không có, chứ đừng nói lời nói hay hành động. Chưa từng nghĩ đến một người nào khác. Và xin Thế Tôn làm chứng cho là con cũng muốn cái người này nè sẽ là vợ và chồng của con cho tới khi nào mà con nhập niết bàn thì thôi. Thì Đức Thế Tôn ngài mới nói là chúng ta có bốn pháp cộng nghiệp hướng thượng, mà nếu như chúng ta giống nhau, tức là tương đồng với nhau, thì chúng ta sẽ trở thành vợ và chồng. Tuy nhiên trước khi sư nói về bốn pháp cộng nghiệp hướng thượng thì sư nhắc một điều mà trước đó hai vợ chồng đã nói, đó là gì? Từ khi lấy nhau về chưa từng nghĩ đến người khác phái nào khác ngoài vợ và chồng. Đó là một tiêu chí để sau này họ còn tiếp tục là vợ hoặc chồng của nhau. Chứ còn nếu như chúng ta không giữ được cái mức chung tình đến trong suy nghĩ thì có thể là sang đời sau kiếp khác họ sẽ là vợ và chồng của người khác. Nếu như có giống thì họ có thể sẽ cũng trong gia đình đó, có thể là họ không có lấy mình, họ có thể lấy em mình hoặc lấy chị mình, hoặc là họ có thể làm mẹ mình, làm cha mình hoặc làm con mình, tức là họ không làm vợ hoặc chồng của mình. Do đâu? Do trong đời sống hôn nhân mình có từng suy nghĩ đến người khác phái khác ngoài vợ và chồng. Thành ra đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho đôi vợ chồng có thương nhau thì thương, gọi là đời đời kiếp kiếp đó, là đời đời kiếp kiếp được bên nhau. Cái này rất là khó chứ không đơn giản ha. Bốn pháp cộng nghiệp hướng thượng đó là gì? Thứ nhất là đồng thí, tức là cùng giống nhau về lòng hào sảng. Mà đã gọi là hướng thượng á thì cả hai vợ chồng đều phải hào sảng giống như nhau. Như cách đây không lâu thấy sư thấy là có một cái cặp vợ chồng, người vợ thì tích cực làm từ thiện, mà người chồng thấy bà vợ làm từ thiện phải đội nắng dầm mưa khổ quá, ông chồng không có vui. Rồi thấy người ta bắt đầu là chỉ trích soi mói cái vụ từ thiện á, thì kêu bà vợ thôi em dẹp luôn cái vụ từ thiện đó đi. Thì như vậy đó là hai vợ chồng không giống nhau về cái lòng hào sảng. Cho nên muốn mà cộng nghiệp hướng thượng là hai vợ chồng phải giống nhau về lòng hào sảng, chứ không thôi sau này đời sau kiếp khác á, một bên nghèo một bên giàu á, lấy nhau về nó tiếng nói nó không có giống nhau. Thí dụ như một cô gái nghèo mà gả vô một gia đình hào môn á, gia đình giàu á, cô gái đó phải nói là sống ở trong gia đình đó sư tin là khó có hạnh phúc lắm. Tại vì mình không có tiếng nói, mình nghèo quá mình gả cho nhà giàu thì mình bị lép vế. Hoặc là chàng trai nhà nghèo mà lấy một cô tiểu thơ nhà giàu ở rể thì cũng khó có hạnh phúc lắm. Cho nên là chúng ta cùng giống nhau về lòng hào sảng thì đời sau kiếp khác chúng ta có được đều là công tử tiểu thơ đó, thì như vậy chúng ta ở với nhau nó cân bằng hơn. Cái thứ hai là giống nhau về giới hạnh. Thì nó cũng giống như cái Tăng Chi Bộ Kinh hồi nãy sư vừa nói, là chồng giữ giới thì vợ cũng phải giữ giới. Chứ nếu như chồng giữ giới mà vợ không giữ giới á, nó sẽ xảy ra cái cảnh là vợ chồng có người chết trước. Như có vừa rồi á, là có cái trận lũ mà ở trên báo có đăng một trường hợp là hai vợ chồng vượt lũ, thì bà vợ và đứa con lên trên thuyền để đi trước,
Thì thuyền vừa đi một đoạn là nước lũ nó cuốn và thuyền nó lật úp và vợ và hai đứa con chết. Anh chồng đã rất đau khổ. Như vậy là do đâu? Do đâu mà bà vợ chết trẻ? Là do hai vợ chồng không giống nhau về giới hạnh. Một cặp đôi hạnh phúc nhất là hai vợ chồng sống với nhau gọi là đầu bạc răng long, sống với nhau tới già. Rồi khi đó đó ông chết trước bà, rồi bà chết trước ông thì cũng không cách nhau quá xa. Ví dụ như ông chết năm trước, bà chết năm sau, hoặc bà chết năm trước, ông chết năm sau. Thì như vậy đó, coi như là chúng ta sống với nhau một thời gian dài. Chứ còn mà sống mà chết trẻ thì nó khổ. Mà sư cũng nghĩ là quý vị cũng không muốn mình chết trước rồi để cho bà vợ của mình á còn tươi mân mởn vậy đó, lấy thằng khác. Đúng không? Hoặc là ông chồng mà chết trước, bao nhiêu tiền bạc để đó cho bà vợ bà nuôi thằng khác. Cho nên là tốt nhất là cùng giống nhau về giới hạnh ha. Rồi cùng giống nhau về niềm tin. Niềm tin ở đây là niềm tin nơi Tam Bảo, để cho chúng ta có cùng có cái nơi nương nhờ là nơi Tam Bảo, nơi Đức Phật. Thì như vậy con đường giải thoát của chúng ta nó sẽ giống nhau. Rồi cái thứ tư là giống nhau về trí tuệ. Trí tuệ ở đây là có hai loại. Một là Kammayana, là trí nghiệp báo, là mình tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Cái thứ hai là Vipassana Ñana, là tin là trí thấy rõ tam tướng vô thường khổ vô ngã. Thì khi chúng ta có được bốn pháp cộng nghiệp hướng thượng này, chúng ta có thể trở thành vợ chồng với nhau. Một trong những cái nguyên nhân mà bây giờ chúng ta gặp một đối tượng nào đó mà cái tim nó đập rộn lên, mặt đỏ, nói năng lắp bắp, nhưng mà nếu như đột quỵ thì đưa lên bệnh viện, còn nếu không phải thì mình giống như mình bị tiếng sét ái tình đó ha. Lý do nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là hai người đó từng có duyên vợ chồng ở kiếp trước, tức là kiếp trước từng là vợ chồng, kiếp này gặp lại thì lòng nào chẳng vương. Thành ra là chúng ta hãy cẩn trọng. Tại vì trong dòng sanh tử luân hồi chúng ta ai mà biết được là mình có đã từng lấy bao nhiêu người. Thành ra đó, có đôi khi nó sẽ có cảnh là bây giờ mặc dù mình kết hôn rồi mà đi ra ngoài đi làm hoặc đi công tác hoặc đi đâu đó, mình vẫn còn cảm nắng một người thứ ba. Cái đó mới ác. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là chúng ta khi đó đó, chúng ta là đã là người có vợ có chồng rồi, thì coi như là đành hẹn em kiếp sau, hoặc đành hẹn anh kiếp sau đó. Chứ còn kiếp này là không được rồi. Cái nguyên nhân thứ hai á là khi người phụ nữ nhận quá nhiều từ người đàn ông thì đời sau họ có thể sẽ làm vợ của người đàn ông đó. Thành ra các cô mà thích đào mỏ thì hãy cẩn trọng. Mình nhận quà, nhận cáp, mình nhận sự quan tâm của người ta quá, đời này mình chưa trả là đời sau có khi là mình nai lưng ra mình làm vợ người ta để trả nợ đó. Đó là những cái nguyên nhân mà đưa chúng ta đến làm vợ hoặc chồng. Nhưng mà khi mà lấy nhau về rồi á thì làm sao để cho chúng ta có được một gia đình hạnh phúc?
Thì lúc bây giờ chúng ta tham khảo trường hợp của bà Visakha. Khi mà bà lấy chồng thì ông cha ruột mới dặn bà những điều như sau. Và bà Visakha lúc bấy giờ là một vị thánh sơ quả. Ông cha cũng là một vị thánh sơ quả. Cho nên lời dạy này chúng ta có thể xem là lời dạy của một vị thánh dành cho cô gái mới về nhà chồng. Thứ nhất là không đem lửa trong nhà ra ngoài. Và thứ hai là không đem lửa bên ngoài vào nhà. Có nghĩa là sao? Có nghĩa thứ nhất là không đem lửa trong nhà ra ngoài. Ở trong nhà của chúng ta đó, sống với nhau thì kiểu gì chẳng có những chuyện buồn vui. Chén bát nó để trong chạn còn kêu len ken mà. Sống với nhau thế nào cũng có những cái xung đột, có những cái bất đồng quan điểm, có những cái sự cãi vã, đó là chuyện thường tình. Thì khi mà chúng ta có chuyện không vui, đừng đem chuyện không vui đó đi ra ngoài. Ví dụ như chồng có tật xấu, hoặc là vợ có tật xấu, hoặc là cha mẹ chồng có tật xấu, thì chúng ta không nên đem những cái chuyện không vui đó chúng ta đem ra ngoài. Tại vì sao? Tại vì đó là nguyên nhân dẫn tới xung đột trong gia đình, hoặc thậm chí đó có thể là nguyên nhân đưa đến gia đình tan vỡ. Bởi vì có những cái tay gọi là lão luyện tình trường, gọi là chuyên môn sát gái đó, thì cái tay đó mới chia sẻ như thế này. Khi mà nghe một cái cô nào đó mà than phiền về gia đình của mình, hoặc là than phiền về ông chồng của mình, là họ biết họ có kẻ hở thì họ chui vô. Họ chỉ việc duy trì sự quan tâm thôi. Mà giờ ông sư mình nói chỉ cái gì cái tán gái nó kỳ. Nói chung á, họ chỉ cần họ biết có kẻ hở thì họ sẽ rình rập. Họ sẽ tạo các mối quan hệ, họ làm quen. Chỉ là quan hệ bình thường đó, quan hệ đồng nghiệp, bạn bè bình thường đó, nhưng mà họ luôn duy trì sự quan tâm. Rồi cho đến một ngày nào đó, giận vợ, giận chồng, họ chỉ nói thôi bây giờ buồn quá đi uống cà phê. Rồi những lần như vậy, rồi sẽ có một lần cô vợ máu nóng nó xông lên trên não. Thế là ngoại tình hồi nào không hay. Có đôi khi sư nói đừng có tự tin quá nha, đừng tự tin quá. Bởi vì có một cô, cổ đến cổ sám hối với sư. Cổ chia sẻ là thưa sư, con không thể tin được là con ngoại tình luôn đó sư. Con không thể tin được. Tại vì cái người đó không phải là cái style của con. Con không thích cái kiểu người như vậy. Mà con không hiểu tại sao mà con ngoại tình. Cho nên có nhiều khi chúng ta yếu lòng. Mà cái giây phút yếu lòng đó nó khó lường lắm. Thành ra tốt nhất là đừng tạo cơ hội cho kẻ khác. Một trong những cách đó chính là đừng đem lửa trong nhà ra ngoài. Rồi cái thứ hai là đừng đem lửa từ ngoài vào nhà. Có nghĩa là sao? Là những chuyện buồn, những cái căng thẳng từ bên ngoài đừng có đem vào nhà. Nhiều người đi làm căng thẳng với sếp, đem cái căng thẳng đó đem về nhà, theo cái kiểu là bây giờ tôi không vui là tôi không muốn ai được vui. Thì như vậy tự nhiên gia đình đang yên ổn,
cái mình căng thẳng công việc mình đem về mình làm cho vợ con nó khổ. Hoặc là bà vợ thấy những cái chuyện mà tầm xàm ở ngoài đường ấy, tự nhiên lôi về nhà. Hoặc là những căng thẳng bên ngoài, những cái chuyện xấu bên ngoài. Đặc biệt là khi người ta nói xấu gia đình mình ấy, thì người phụ nữ thường sẽ có khuynh hướng về kể lại. Mà khi kể lại như vậy đó, nó làm cho gia đình xào xáo. Có người họ về họ nói, họ kể với anh chồng, nói em hồi nãy em ra ngoài em gặp cái bà đó em tức lắm, rồi bắt đầu là bà sổ một tràng, em chửi bà như vậy đó. Anh chồng mới nói mà nãy giờ anh đâu có nói gì em đâu, em chửi bà thì em chửi xong rồi thì em nín đi, em về đây em chửi làm cái gì, bà đó không có ở đây để nghe, có mình anh ở đây anh nghe. Thì khi chúng ta đem cái lửa từ bên ngoài vào nhà đó, thì chúng ta cũng sẽ làm cho gia đình không yên ổn. Tiếp theo đó, là chỉ cho mượn những người có thể trả nợ, còn những người không thể trả nợ thì không cho mượn. Rồi cái thứ tư là có những người không thể trả nợ nhưng vẫn nên cho mượn. Anh chồng thì thường có thói quen tiêu xài thoải mái. Bà vợ thường là người giữ chìa khóa trong gia đình. Bà vợ thì thương anh chồng, nhưng cái vấn đề là bà chỉ thương anh chồng thôi, bà không có trách nhiệm thương luôn mấy ông bạn của chồng. Bà lại càng không có trách nhiệm thương luôn họ hàng bà con bên gia đình chồng. Thì một số cô vợ có suy nghĩ vậy đó: tôi lấy anh tại tôi thương anh, chứ tôi không có thương mấy cái người mà râu ria xung quanh anh. Nhưng cái vấn đề là có đôi khi á, bạn bè nó khó khăn, nó mượn tí đỉnh, nó khều: mày có tiền không, cho tao mượn vài triệu. Anh chồng cả nể, về móc tiền ra cho bạn mượn. Bà vợ bà cằn nhằn, bà vợ không vui. Hoặc là có em chồng tới, thỉnh thoảng tới khều ông anh: thì anh có tí tiền cho em tí đỉnh. Thì cứ lâu lâu cứ tới khều một cái là ông chồng ông xỉa cho ông miếng. Lâu lâu tới khều ông chồng xỉa cho ông miếng. Thì bà vợ có khi bà cũng không vui. Thì cái mấu chốt ở đây là gì? Bà vợ thì bà thương anh chồng, mà còn những người còn lại thì bà không có nghĩa vụ bà thương. Thì đó có thể làm cho gia đình nó không có vui với nhau, nhất là về mặt tài chính. Mà anh chồng anh thích tiêu pha dữ lắm. Thì ở đây đó, cha của bà Quý Sa Kha dạy đó, là cái người nào mình cho mượn mà họ có khả năng trả thì nên cho mượn, tại vì kiểu gì họ cũng trả. Còn người mà không có khả năng trả thì không nên cho mượn. Đơn giản thế thôi. Riêng đối với họ hàng bà con thì dù cho họ không có khả năng trả thì vẫn nên cho mượn. Bởi vì ở trong kinh 38 pháp hạnh phúc, cái có một cái tri phần đó là mình bố thí giúp đỡ họ hàng bà con là một nguồn sanh phước tối thượng. Trong việc bố thí cúng dường, chúng ta bố thí cho người dân, phước nó không nhiều bằng chúng ta bố thí cho họ hàng của mình. Thành ra chúng ta cứ nghĩ là chúng ta coi đó cho là chúng ta tạo phước, chúng ta tích phước cho gia đình của mình. Thì như vậy nó sẽ đem lại hạnh phúc đến cho gia đình. Cha của bà Quý Sa Kha lại dạy là hãy ngồi một cách an vui, hãy ăn một cách an vui và hãy ngủ một cách an vui. Thế nào là hãy ngồi một cách an vui? Là
chúng ta cần phải biết vị trí của mình trong gia đình. Ví dụ như người vợ khi mà về nhà chồng á, nó làm suy nhớ đến cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có kể về một loại người vợ, là cô vợ khi mà mới lấy về nhà đó, cổ khép nép dữ lắm, lo trước lo sau, sợ làm chồng không vui, sợ mất lòng cha mẹ chồng. Nhưng mà bà ở được một thời gian rồi đó, là bắt đầu là bà đè đầu anh chồng luôn, rồi là bà nói luôn cha mẹ chồng, ông bà biết cái gì đó. Tức là có những cô vợ như vậy, mới về thì khép nép, chứ còn mà lâu dần rồi là nó hết rồi. Thì cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì ý Đức Thế Tôn á, là mượn cái sự kiện đó để nói một số vị sư á, mới tu thì sợ mình phạm giới, sợ mình thất lễ, sợ mình không có đủ cái bổn phận đối với thầy. Nhưng mà tu một thời gian rồi đó là giới bất kể, rồi trên dưới lớn nhỏ mình bất kể, rồi có khi là mình nói ông thầy mình không có biết cái gì đâu đó. Thì đó chỉ là cái chuyện mà bà vợ là chỉ là nhân cái sự kiện đó mượn để mà nói với ông sư thôi. Tuy nhiên khi mà chúng ta quay lại thì chúng ta có thể thấy là quả thật trong gia đình cũng có những người vợ như vậy. Cho nên để cho chúng ta có được một gia đình yên ổn thì chúng ta nên tế nhị. Thí dụ như một số gia đình mà khó thì trong nhà có những chỗ mà dành cho gia chủ hoặc là dành cho cha chồng ngồi. Còn cái người thấp, người nhỏ hơn ấy, thì không nên ngồi. Sư lấy ví dụ, trong cái bàn ăn á, thì cái đầu bàn á, cái vị trí đầu bàn á, là dành cho gia chủ ngồi. Nếu mình sống chung với gia đình chồng, với cha mẹ chồng, thì vị trí đó là dành cho cha chồng. Còn nếu không sống với cha mẹ chồng thì vị trí đó là dành cho chồng. Chứ còn mình là bà vợ mà mình ngồi trên đó đó, nếu như mà nhà có khách, thí dụ như bình thường ông chồng ổng thương mình hoặc ổng sợ mình thì ổng không nói. Nhưng nếu như nhà có khách, người ta vô, người ta thấy mình ngồi như vậy, người ta sẽ đánh giá là nhà này họ không có biết lễ phép, không biết cái người trên kẻ dưới. Thì đó chỉ là một cái thông gọi là phong tục của người Việt mình. Nhưng nếu như mình có ý có tứ thì nó vẫn tốt. Rồi thí dụ như là ngày lễ, ngày Tết, sư thấy nhiều cô á, thì than phiền là ngày lễ, ngày Tết thì phải chui xuống dưới cho mấy ông ở trên. Nhưng mà nói một cách công tâm á, là trong cả một năm mình đè đầu cưỡi cổ ổng rồi, mình ho một tiếng là ổng không dám hen đó. Thì có năm có mấy ngày lễ Tết à, thì để cho ổng ngồi trên với mấy ông đó, cho ổng nở mày nở mặt đi, rồi hết cái lễ Tết đó mình về mình đè đầu ổng tiếp sao, đúng không? Còn trong mấy ngày đó thì coi như mình để cho chồng nở mày nở mặt, mình chui xuống dưới mấy bà, mấy chị, mấy em nó tám chuyện trên trời dưới đất thì nó cũng thoải mái hơn. Thì đó đó là mình biết cái vị thế, cái vị trí. Mình sống như vậy thì mình là cái người tế nhị. Ăn một cách ăn vui có nghĩa là sao? Có nghĩa là trước khi mình ăn á, thì mình để ý coi trong nhà mình á, người trên kẻ dưới thì đã ăn chưa? Người trên tức là cha mẹ chồng nè, hoặc là chồng đã ăn chưa? Kẻ dưới tức là những người làm trong gia đình á, đã ăn chưa? Chứ còn mà mình ăn mà bất kể á, thì cũng không có gì, chẳng qua là gia đình thiếu cái tình cảm ấm áp thôi.
Quý vị nghĩ làm sao mà một gia đình á, mà vợ một tô ngồi một góc, chồng một tô ngồi một góc, thì cái tình cảm gia đình á, nó khó có, mà nó khó ấm áp lắm. Mà một bữa cơm mà vợ chồng cùng ngồi với nhau thì nó ấm áp hơn. Tuy nhiên thì cũng phải nhắc với mấy anh chồng, nhiều khi á, mấy anh cũng ham vui, đi nhậu nhẹt bạn bè bù khú 10, 11 giờ đêm rồi chưa về, không lẽ cứ bắt bà vợ mình cứ đậy lòng bàn cơm nguội canh lạnh chờ mình hay sao? Cho nên cái chuyện mà ăn một cách an vui á, thì anh chồng cũng cần phải suy nghĩ, nghĩ cho cái người ở nhà, chứ đừng có đặt bả vô cái thế khó, tức là không gọi là không chịu về, mà gọi á thì bạn bè nói thằng sợ vợ. Rồi ăn một cách an vui ở đây là thí dụ như vợ chồng á, có đi đâu mà đi ăn ở ngoài á, thì mình cũng ráng mình mua một phần về cho người ở nhà. Thí dụ người ở nhà đông quá mà vợ chồng mà kinh tế có hạn thì thôi, nhưng ít nhất á, thì cũng mua một miếng gọi là đó, cho cha mẹ chồng. Chứ còn mà hai vợ chồng ăn cho nó phè phỡn rồi về cha mẹ cũng không có gì ăn thì nó thiếu đi cái tình cảm trong gia đình. Thì đây là lời dạy của cha bạn Quý Sa Kha. Khi ăn á, mà mình có cái nhòm ngó người trên kẻ dưới thì gia đình nó sẽ ấm áp hơn. Còn ở một cách ngủ một cách an vui có nghĩa là sao? Nghĩa là trước khi đi ngủ thì mình để ý coi cửa nẻo nó đã đóng kỹ hết chưa. Rồi cha mẹ chồng, nếu ở chung với cha mẹ chồng thì để ý coi cha mẹ chồng có khó ở hay không, có ngủ ngon hay không. Rồi khi đó đó mình mới nên đi ngủ. Chứ còn mà mình cứ buồn ngủ là mình nằm thẳng cẳng thôi, bất kể ai thì cũng không có gì, chẳng qua là gia đình nó thiếu một tí cái hơi ấm. Hai điều cuối là gì? Là chăm sóc ngọn lửa trong nhà. Và chăm sóc ngọn lửa trong nhà ở đây chính là cha mẹ chồng. Và thờ tôn kính đảnh lễ hai vị trời, các vị trời ở trong nhà, đó chính là chồng và cha mẹ chồng. Đôi khi quý vị sẽ thấy khó chịu. Bây giờ mình sống trong thời đại nào rồi mà vẫn còn cái tư tưởng gọi là trọng nam khinh nữ, bất bình đẳng như vậy. Đó là bởi vì á, chúng ta không chưa có biết được là những cái việc như thế chúng ta tạo phước rất nhiều. Ở trong Thiên Cung Sự thì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài đến, Ngài gặp một cái cô tiên nữ. Ngài hỏi là: hỡi cô tiên nữ, tại sao mà cô có cái dung sắc xinh đẹp, cô lại có rất nhiều những cái vải vóc, rồi cô lại có tòa lâu đài lộng lẫy, rồi cô lại có người hầu kẻ hạ. Nói chung á, là cô là một vị tiên nữ có rất nhiều uy lực. Tại sao như vậy? Thì cô này cổ mới trả lời á, là: thưa tôn giả, hồi xưa con cũng không làm cái chuyện gì mà nó ghê gớm. Chẳng qua là khi con lấy chồng á, thì con tôn trọng cha mẹ chồng, con chăm sóc cha mẹ chồng như cha mẹ ruột của con vậy. Và đặc biệt á, là con thương chồng và con đối xử với chồng á, như là con của con vậy. Dù cho anh chồng á, ảnh có dùng những cái lời mà nặng nề đối với con thì con cũng không bao giờ con dùng những lời nặng nề đối với ảnh. Con buồn chồng như thế nào đi chăng nữa thì con cũng không bao giờ buông những lời khó nghe đối với chồng của con. Hồi xưa khi mà con còn ở loài người, con chỉ làm đúng mỗi nhiêu đó thôi. Khi chết rồi thì con sanh thiên và được nhiều uy lực như thế này. Như vậy đó,
Quý vị thấy là khi chúng ta sống mà làm tròn cái bổn phận của người phụ nữ thì chúng ta sẽ được sanh về cõi trời. Đây là một cái phước mà chỉ có phụ nữ mới làm được thôi, chứ đàn ông thì không có khả năng mà làm giống như vậy. Tại sao mà cái việc chúng ta coi sóc để ý hai cái ngọn lửa ở trong nhà đó nó lại quan trọng tới như vậy? Là bởi vì sự gặp hai cái làm một. Thứ nhất, ngọn lửa có thể sưởi ấm cho chúng ta, ngọn lửa cũng có thể giúp cho chúng ta nấu nướng thực phẩm, có thể cho chúng ta no. Nhưng mà ngọn lửa mà chúng ta cư xử không khéo, nó sẽ làm cho chúng ta lạnh lẽo, tức là mình thiếu lửa hoặc trở nên nóng bức. Cũng vậy, khi mà chúng ta cư xử khéo với cha mẹ chồng thì cha mẹ chồng sẽ là đồng minh tích cực với mình. Nếu như anh chồng có cái gì không phải thì cha mẹ chồng sẽ bênh vực mình. Và sư thấy nhiều gia đình ấy, cha mẹ chồng thương con dâu có khi còn hơn con ruột nữa. Còn nếu như mình cư xử nó lạnh nhạt thì như vậy là mình thiếu đi hai vị đồng minh tích cực trong một gia đình. Đó là chưa kể khi mà mình làm phật lòng cha mẹ chồng, nó khó sống lắm. Người ta nói mẹ chồng nàng dâu, trời, một khi có cái cảnh đó rồi nó khó sống vô cùng. Thành ra đó, nếu như chúng ta khéo cư xử thì chúng ta sẽ có cha mẹ ruột thứ hai và sẽ luôn thương yêu mình. Đó là lý do mà chúng ta nên coi sóc hai ngọn lửa ở trong gia đình. Còn tại sao chúng ta coi gọi là để ý những vị trời ở trong nhà? Tại vì cha mẹ chồng được xem là hai vị trời ở trong nhà. Mà nếu như chúng ta cung kính phục vụ thì chúng ta sẽ có phước. Cái phước đó đó, xin thưa, nó lớn hơn rất nhiều cái chuyện là chúng ta từ thiện với người dân. Tại vì cha mẹ chồng là một đối tượng mà được so sánh với Phạm Thiên. Trong những nơi mà chúng ta không có được tam bảo thì cha mẹ chồng hoặc cha mẹ ruột là hai đối tượng tạo phước nhiều nhất khi mà chúng ta làm các điều công đức đến cha mẹ chồng hoặc là cha mẹ ruột, thì sẽ giúp cho chúng ta có được vô vàn những phước đức mà xin thưa là chỉ kém cái chuyện là chúng ta làm phước đến với tam bảo thôi. Cho nên sư rất lấy làm tiếc là lễ Tết á, nhiều người họ chạy đi đình miễu, lăng ông miếu bà để xin hạnh phúc trong gia đình, mà mình quên một chuyện là mình chỉ cần là mình cung kính hai ông bà nhạc hoặc là cha mẹ chồng là mình có phước của mình còn nhiều hơn như vậy nữa. Đó là những lời dạy của cha bà Quý Sa Kha đã hướng dẫn cho bà. Ngoài ra đó, Đức Phật dạy trong kinh Giáo Thọ Thích Ca La Việt thì vợ chồng cần phải có những cái trách nhiệm với nhau. Thứ nhất là đối với người chồng thì việc đầu tiên là người chồng phải tôn trọng vợ. Đặc biệt là nếu như người vợ ở nhà không đi làm, phải nói là do cái kiểu xã hội này là một kiểu xã hội tôn thờ sự hưởng thụ và rất nhiều những bất công, cho nên người ta không đánh giá đúng
vai trò của người phụ nữ, trong đặc biệt là trong gia đình. Chỉ khi nào gọi là ai đi làm ra tiền thì họ mới coi trọng thôi. Còn mà đi làm không ra tiền là họ không coi ai ra gì. Thì đây là một cái sự sai lầm của cái nhìn trong xã hội. Thành ra nhìn cái việc đầu tiên của người chồng là phải tôn trọng vợ của mình. Thứ hai là không xem thường vợ. Dù cho người vợ của mình có xuất thân như thế nào, có yếu kém ra làm sao, thì mình vẫn không nên xem thường người vợ của mình. Thứ ba là mình chung thủy với vợ. Như sư nói, muốn làm vợ chồng với nhau lâu dài thì cái cảnh giới cao nhất là dù trong suy nghĩ mình cũng không suy nghĩ đến người phụ nữ khác. Chứ đừng nói chi là mình nói hoặc mình làm. Và ở trong cái giới không có tà dâm á, còn nhớ hôm bữa sư nói không, là người chồng á đi nhậu nhẹt rồi mà muốn đi tăng 2, tăng 3, muốn đi massage hay đại loại vậy đó, là phải có sự đồng ý của vợ. Còn nếu như không được sự đồng ý của vợ thì mình không được làm. Bởi vì như vậy cũng thể hiện sự không chung thủy với người bạn đời của mình. Tiếp theo, cái này là chắc các bà thích nè, là giao quyền hành cho vợ. Người phụ nữ trong gia đình là cần phải có những cái quyền hành. Cho nên nhiệm vụ của người đàn ông là phải giao quyền hành cho vợ. Và cái giao quyền hành này đó còn bao gồm là mình giao tiền cho vợ để bà vợ bà quản lý. Cho nên là sư cũng thường hay nói vui là hai người nam nữ đi vào trong quán ăn, tới lúc thanh toán là mình biết cái mối quan hệ của họ. Nếu như mà chia đôi 5 năm á thì đó là bạn bè. Còn nếu mà cái anh mà ảnh trả tiền á thì có thể đó là bồ bịch. Còn nếu mà cái người phụ nữ trả tiền á, biết là vợ chồng. Là phụ nữ họ nắm tiền. Thì chúng ta cũng cần phải thích hợp mà giao cái những cái quyền hành đó giao cho vợ. Và cái điều cuối của người đàn ông cần phải nhớ đó chính là cần phải thường xuyên sắm đồ nữ trang cho vợ, tức là thường mua quà tặng vợ. Ở trong chú giải có nói đó, tệ lắm cũng phải mua quà 2 lần mỗi tháng, tức là mỗi nửa tháng phải có một món quà. Thì rõ ràng cái này là cái trách nhiệm của người chồng. Mà nếu như mà người chồng mà làm được như vậy thì sư tin là bà vợ nào bà không thương. Chứ đừng có lâu lâu năm thì 10 quả cái tự nhiên tốt với bà một hôm thì bà bắt đầu bà nhảy số, không biết ông chồng ông có cái gì hay không đó. Thì đương nhiên nếu như mà quý phụ nữ mà có được anh chồng như vậy á, tức là vừa thương mình ha, vừa giao quyền hành cho mình, vừa giao tiền cho mình mà mỗi nửa tháng có quà, thì người phụ nữ cũng phải có những sự đáp lại. Đó là gì? Thứ nhất là mình phải làm tốt bổn phận của một người vợ. Đây là cái chuyện đương nhiên. Rồi cái thứ hai là mình phải khéo tiếp đón bà con. Khi mình lấy nhau về rồi không đơn giản là chỉ có hai vợ chồng với nhau, mà còn có cả gia đình nội ngoại hai bên nữa. Mà người nữ là cái người mà gọi là kết nối gia đình. Thành ra là
người phụ nữ cần phải biết cách khéo léo để kết nối đón tiếp bà con họ hàng hai bên nội ngoại. Đây là một cái việc người phụ nữ phải lo. Rồi cái thứ ba đương nhiên là phải chung thủy với chồng. Đương nhiên rồi, anh chồng chung thủy với mình thì mình cũng cần phải chung thủy với ảnh. Và cái thứ tư là khéo giữ gìn tài sản của chồng. Tức là ông chồng, ông đã giao cái tay hòm chìa khóa cho mình rồi, thì mình cũng phải khéo giữ gìn tài sản. Nhưng mà nhớ, giữ gìn là một chuyện, còn kẹo là chuyện khác nghe. Nhiều bà giống như là cái máy ATM á, đút vô thì dễ chứ rút ra thì khó, thì nó cũng kẹt lắm. Và cái cuối cùng á, là chúng ta phải khéo léo trong mọi công việc. Cái việc mà nhà cửa thì thường là mặc định là người phụ nữ, là thuộc về người phụ nữ. Thời nay thì hai vợ chồng cũng nên có sự chia sẻ. Tuy nhiên á, cái việc mà thông thạo việc nhà thường thì đó là người phụ nữ. Sư nhớ có một bà mẹ người Huế, bà là thuộc cái dạng mà tiểu thư đài cát, người gốc Huế, thì bà dạy con như thế này nè: những việc nữ công gia chánh con gái là phải học, phải biết. Để chi? Thà sau này á, mình biết mà mình không phải làm, còn hơn á, sau này lỡ rơi vào thế phải làm mà lại không biết làm. Thì sư thấy cũng hay. Có những cái thà biết mà không phải làm, còn hơn tới hồi cần làm mà lại không biết làm. Cho nên ở nhà của sư á, thì đàn ông á, cũng phải biết nấu ăn, cũng phải biết giặt đồ. Hồi xưa làm gì có máy giặt, phải biết hai món đó. Tại sao? Để tại vì ở nhà quan điểm là lỡ sau này vợ chồng có giận nhau cũng có biết nấu ăn để mà ăn đó. Thì khi mà hai vợ chồng mà chúng ta có được những cái trách nhiệm đối với nhau, thì như vậy cái mối quan hệ trong gia đình đó sẽ là mối quan hệ bền vững. Và thậm chí Đức Phật còn nói là mối quan hệ đó được xem như là có sự bảo hộ. Và chẳng những như vậy đó, chúng ta còn phải có cái cách khéo léo ứng xử đối với bạn bè, nhất là bạn bè của mình, bạn bè của chồng lẫn bạn bè của vợ. Tại vì có những loại thực sự là chúng ta không đáng để giao du, mà cũng không đáng để xem là bạn. Thứ nhất là cái thể loại mà bạn cái gì cũng lấy, xin hoài, có ít xin nhiều. Thì khi mà cái người như vậy đó, thì mình hãy nên cẩn trọng. Hoặc là họ cái họ vì sợ mà làm, hoặc là họ vì lợi mưu lợi mà họ làm. Tức là khi mà mình nhờ cái gì á, thì có khi là họ sợ thì họ mới làm, hoặc là họ có cái nhu cầu cái gì đó của mình, họ mưu lợi của mình họ mới làm. Thì cái thể loại bạn này á, chúng ta không nên xem đó là bạn. Dù là bên phía chồng cũng vậy, mà bên phía vợ cũng vậy. Sư từng gặp cái thể loại mà xin hoài, nói mình không cho thì nó ích kỷ. Nhưng mà rõ ràng á, là nó thuộc vào cái thể loại bạn mà không nên xem là bạn. Tức là xin hoài đụng cái gì cũng xin, có ít thì xin nhiều, mà tới hồi cái chuyện cần á, không thấy mặt đó chớ á. Thì khi mà chúng ta có những người này á, thôi chia tay sớm bớt đau khổ. Tại vì sao?
Vì nếu như chúng ta giữ gìn cái mối quan hệ này thì tới hồi mà cái việc mình cần á, cái người bạn này không thấy, rồi vợ chồng lục đục nói đó thấy chưa, hồi xưa đó xin xin cho cố vô đó, cho đó thích cho cứ cho riết tới hồi cần không thấy mặt mũi đâu hết. Thì như vậy vợ chồng sẽ lục đục vì cái thể loại bạn này. Rồi cái thể loại bạn thứ hai á, là cái thể loại bạn mà thích kể lể, tức là kể hồi xưa đó mày thấy không, đó tao mày khó khăn tao giúp vậy đó, rồi ngồi là tám chuyện trên trời dưới đất không à, mà tới hồi mình cần nhờ nó giúp á thì nó nói thôi bây giờ bận lắm, đang bận tí cũng để bữa sau đi, mà biết không biết làm sao mà bận hoài. Hoặc là nói bây giờ kẹt quá, bây giờ làm không được, nghĩa là khi mình nhờ thì họ từ chối. Sư thì có thói quen sư nhờ ai đó mà họ từ chối chừng một lần hai lần thì mốt không nhờ nữa, thôi dẹp qua một bên luôn. Có những người mà họ mờ gọi là họ họ hứa mà chỉ hứa xã giao thôi, chứ còn mình đừng có nghĩ là họ họ sẽ giúp mình. Thì cái thể loại bạn đó thì mình cũng chỉ dừng ở mức xã giao thôi, chứ không nên xem đó là bạn nhé. Rồi cái thể loại bạn mà chúng ta nên tránh đó chính là loại bạn mà hay nịnh bợ mình, hay khen. Cái loại bạn mà sao mình làm cái gì họ cũng khen mình hết trơn, chớ hề thấy họ chê bao giờ, thấy họ khen không à, thì hãy cẩn trọng. Tại vì cái loại người mà họ hay khen mình, nịnh bợ mình để lấy cảm tình á, thì họ phải nhắm vào cái gì đó của mình thì họ mới khen mình, họ mới nịnh bợ mình. Chứ còn nếu như bạn bè mà thiệt lòng á, bạn bè thân á, thì mình có sai sót gì là nó nói liền, nó chỉ liền, chứ không có cái chuyện mà mở miệng ra toàn khen không à. Thành ra cái loại bạn này thì chúng ta cũng nên cẩn trọng. Cái loại bạn hay khen này nè, thì họ có một đặc điểm, đó chính là khi mình làm bậy á, thì họ không bao giờ họ can. Mà khi mình làm phước, làm thiện á, thì họ lại cản. Tức là thể loại mà mình đi bố thí nè, mình đi làm phước thì họ sẽ tìm cách họ cản. Mình đi chùa là họ cản. Còn mà mình đi chơi, đi nhậu nhẹt rồi cờ bạc vân vân thì họ lại ủng hộ, họ lại xúi giục, thì loại bạn đó chúng ta không nên xem là bạn. Rồi cái thể loại bạn nữa là loại bạn mà khen trước mặt chê sau lưng. Cái loại bạn đó thì chúng ta lại càng không nên xem nó là bạn. Sư cũng từng gặp một người á, trước mặt mình á, thì họ nói hay lắm, nhưng mà sau lưng mình á, họ nói khác. Nhưng mà họ không biết á, là cái người họ nói xấu á, là quen biết mình. Họ chuyển toàn bộ cái đoạn ghi âm đó chuyển cho mình nghe, là mình thấy là cái thứ này là mình xài không được rồi. Thì khi chúng ta kết giao những người bạn không đáng để xem là bạn đó, thì chúng ta sẽ chịu nhiều sự tai hại, và cái mối quan hệ trong gia đình á, cũng sẽ không có ổn. Tại vì quý vị thấy là có rất nhiều những gia đình á, lục đục là do bạn bè mà ra, vốn dĩ chuyện không có gì hết mà lôi ra kể cho bạn bè, nó bắt đầu là xúi ra nó xúi vô, là thế nào cũng có chuyện. Cho nên cái việc chọn bạn là một loại rất là quan trọng. Ngoài ra thì nếu như chúng ta có một cái loại bạn nào mà một á, là luôn luôn có mặt để giúp đỡ mình một cách vô tư, chứ không phải là giúp đỡ để nhòm ngó cái gì đó của mình, mà họ giúp đỡ một cách vô tư, thì cái tình bạn nó rất đáng quý, chúng ta hãy trân trọng. Hoặc là có những người bạn mà thường là bạn đạo,
khuyến khích chúng ta làm thiện này, khuyến khích chúng ta đi chùa này, khuyến khích chúng ta làm phước này. Rồi khi mà chúng ta không giữ giới thì họ sẽ ngăn cản, họ sẽ khuyến khích chúng ta giữ giới. Thì loại bạn như vậy á, chúng ta nên kết giao. Bởi vì đó là người sẽ chỉ cho chúng ta con đường để sanh thiên. Ngoài ra, để có được một gia đình hạnh phúc á, khi chúng ta đi làm, chúng ta nên biết cách phân chia tài sản cho hợp lý. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy người đàn ông khi mà đi làm kiếm ra được đồng tiền rồi, nên chia tài sản ra làm bốn. Thứ nhất là để nuôi bản thân, là lo cho chính mình, chăm sóc cho chính mình. Cái thứ hai là phụng dưỡng cha mẹ. Bởi vì cha mẹ đã thương yêu và nuôi nấng mình rất là nhiều. Và cái phần thứ ba đó là cấp dưỡng vợ và con. Tức là phần thứ ba là mình lo cho vợ con. Và phần thứ tư là để làm phước. Cái vấn đề của chúng ta là chúng ta phân chia tài sản không đều, dẫn đến việc là gia đình của chúng ta không hạnh phúc. Ví dụ như chúng ta dồn quá nhiều tài lực cho đứa con thì nó dẫn đến cái chuyện là mình kém lo cho cha mẹ. Có cặp vợ chồng đó, sư tập trên báo thôi, họ rất là phiền. Bởi vì từ khi mà ở trong phòng của vợ chồng lắp máy lạnh, trời nóng nực, khi mà trời nóng thì bà mẹ chồng bà hay vô bà ở ké ở nhờ. Thì hai vợ chồng khá là phiền vì không có cái không gian riêng tư. Nhưng mà hai vợ chồng lại không nghĩ một chuyện là tại sao không sắm máy lạnh cho bà mẹ. Nếu mà mình lo tiền điện á, thì tại sao mình không sắm máy lạnh cho bà mẹ trước rồi mình sắm cho gia đình mình sao? Thường á, mình thì chỉ nghĩ cho mình thôi, chứ mình không có nghĩ cho cha mẹ. Thành ra nó mới có cái kiểu con dâu như vậy, hoặc có cái kiểu con như vậy. Mà nhớ dùm sư, khi cái cách chúng ta đối xử với cha mẹ của mình như thế nào thì chúng ta cũng sẽ nhận lại cái cách mà con cái đối xử với mình như thế đó. Thành ra đó, mình muốn con mình đó là một đứa có hiếu thì mình hãy thể hiện cái mà mình muốn con mình sau này làm cho mình đó, hãy thể hiện cho nó thấy bằng cách là mình làm đối với cha mẹ của mình. Thì sau này mình sẽ được y như vậy. Tuy nhiên, sư nhớ có một cái bài ca mà sư thấy cũng hay, là câu mà bước qua dòng sông mà hỏi từng con sóng, đời người con gái không muốn yêu ai được không. Cái câu đó sư thấy nó rất là Phật giáo. Tại vì tại sao mình sanh ra là mình phải yêu, mà yêu chi để rồi phải lấy chi để rồi phải khổ. Sư còn nhớ cái trường hợp ngài Mục Kiền Liên trong kiếp trước. Ngài vốn dĩ là một người rất thương cha mẹ, hai ông bà ngài thương dữ lắm. Thì hai ông bà thấy con mình lớn rồi á, mà chưa có thành gia lập thất, chưa có lấy vợ, thì hai ông bà mới giục đứa con. Thôi bây giờ con lớn rồi, con nên đi lấy vợ đi. Ngài Mục Kiền Liên thì ngài nói là bây giờ ngài không muốn lấy vợ, ngài chỉ muốn là phụng dưỡng cha mẹ thôi. Nhắc đến cái vụ phụng dưỡng, tự nhiên nhớ tới câu chuyện khác. Nó có một câu chuyện cười như vậy nè. Chàng trai á, qua nhà cô gái mà cầu hôn á, cô gái mà đồng ý á,
thì bình thường không vấn đề gì, nói thì nói là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Còn cô gái mà không ưng á thì nói là con chỉ muốn phụng dưỡng cha mẹ thôi, con còn nhỏ lắm, con muốn phụng dưỡng cha mẹ thôi. Thì nói vậy bên đàn trai tự hiểu. Còn chàng trai mà gọi là chàng anh hùng mà cứu mỹ nhân á, thì nếu mà mỹ nhân mà ưng anh hùng á thì nói là bây giờ cái công chàng cứu thiếp thì thiếp chỉ có thể lấy thân báo đáp, mong chàng thương thiếp, đại loại vậy. Còn nếu mà không ưng á thì nói ơn cứu mạng này nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa. Thì tự nhiên nhớ câu chuyện đó, thì mình quay trở lại, thì ngài Mục Kiền Liên ngài chỉ muốn là phụng dưỡng cha mẹ thôi, mà cha mẹ thì cứ thúc ép hoài thì rốt cuộc thì ngài cũng lấy. Mà khi ngài lấy về đó thì bà vợ bà không có ưng cái chuyện ở với cha mẹ chồng, thì bà hay cằn nhằn với anh chồng để cho anh chồng sớm tống cổ cha mẹ đi. Đỉnh điểm bà vợ á, bà lấy cơm bà vung vãi ra đất á, rồi khi anh chồng về á, tức là ngày Mục Kiền Liên về, bà nói đó anh thấy không, đó ba má ăn cơm đổ vãi như vậy thôi tôi chịu không nổi, chắc tôi chết, mà đưa con dao chưa chắc bà dám lụi. Thì ngày Mục Kiền Liên vì lúc bây giờ việc ái luyến, thành ra là nghe lời vợ rồi đẩy hai ông bà lên trên rừng. Khi đẩy lên rừng như vậy ngài mới giả vờ là cái tiếng giặc cướp, vừa đánh ông bà mà vừa hô hào. Thì hai ông bà đó mắt kém nghĩ là giặc cướp thiệt, thì mới nói với ngài là thôi bây giờ á, cha mẹ già rồi, con lo con chạy phần của con đi, để cha mẹ ở lại. Thì lúc bấy giờ có hai phiên bản nha, có hai phiên bản. Một phiên bản á, là ngài đánh chết cha mẹ mình luôn. Còn một phiên bản là khi ngài nghe như vậy, ngài hối hận và ngài đẩy cha mẹ mình về. Cho nên là nó có hai phiên bản. Mà dù là phiên bản nào đi chăng nữa thì cái nghiệp đó nó làm cho ngài đó đi xuống địa ngục miệt mài. Rồi khi do ngài giả cướp đó, cho nên là ngài thường xuyên chết bởi cướp giết. Và cho đến kiếp cuối cùng đó, là ngài bị cướp nó bầm thay. Mà khởi sự cũng bởi vì hồi xưa không muốn lấy vợ, mà ba má một hai bắt đứa con mình lấy vợ. Thành ra đó, hãy cẩn trọng. Tại sao sư kể câu chuyện này? Bởi vì có những người họ chưa muốn lấy vợ, chưa muốn lấy chồng, mà mình cứ thúc về là hỏi sao sao giờ kiếm mối đi, kiếm con vợ hoặc kiếm thằng chồng đi để ba má có đứa ẩm đứa bồng, mày cứ kiếm đi rồi đẻ ba má nuôi, là loại vậy. Nhưng mà chưa chắc lấy vợ lấy chồng về đã là tốt. Khi mình hối như vậy đó, người ta khó lòng mà chọn một cái mối tốt lắm. Mà người thường người ta sẽ chọn đại, thôi kệ có mối nào là vớt mối đó. Mà khi chọn đại như vậy á, cái khả năng mình lấy cái phường bất xứng nó nhiều hơn. Rồi tới hồi lấy về á, gia đình lục đục đau khổ, nói nó hồi xưa tại má kêu lấy. Cho nên trong cái việc này á, thì lời khuyên của sư là cứ để cái nhân duyên nó thương ai nó lấy người đó, rồi nó sướng nó khổ nó cũng không có trách ai được. Chứ để như ngày Mục Kiền Liên thì khổ lắm. Tại vì nhớ, con là con của mình, mà con rể thì nó không phải là con của mình, mà con dâu nó cũng không phải là con của mình. Cho nên khi lấy về mà nó thương người dưng rồi nó bỏ mình thì cái chuyện đó là chuyện hết sức bình thường.
Thì sư mong là với một cái thời pháp chia sẻ như vậy, quý vị sẽ có một cái nhìn về lời dạy của Đức Phật về hôn nhân và gia đình, để cho chúng ta có những cách làm cho gia đình trở thành một mái ấm. Nhớ nha, cái nhà đó mà không có tình thương, không có mái ấm, nó chỉ là nhà trọ đó. Làm sao mà để mình khiến ra một gia đình trở thành mái ấm? Đó là một kỹ năng để chúng ta phải sống và học cả một đời. Sư hy vọng là sau khi quý vị đi về thì chúng ta sẽ sống trong một gia đình và biết cách vung vén để gia đình đó là một gia đình hạnh phúc. Thời pháp này cũng vừa phải lẽ, xin chia đều phần pháp này, phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa.